Dạ ông mến chào cô chú, quý anh chị, quý nhà đầu tư bất động sản thân mến. Thì hôm qua Hùng có làm mình một cái video về khu dân cư phường Vĩnh Hòa nhưng mà vẫn làm chưa có hết cô chú ạ. Hôm nay Hùng sẽ làm một cái video nó thuộc là gần với lại đường Nguyễn Chích nè cô chú. Nếu mà mình mua nhà hoặc là mua đất mà ít tiền, có ít tiền thì mình mua đi sâu sâu vào đây một xíu, từ đây và đi ra biển nó rơi vào khoảng tầm 3 km đó, ra chỗ đường Phạm Văn Đồng với lại đường đầu đường Điện Biên Phủ ấy cô chú, ngay góc đường Phạm Văn Đồng và Điện Biên Phủ đó. Về đây thì cái căn nhà mà số 82 Nguyễn Chích mà Hùng có giới thiệu đến cô chú trong cái video hôm qua đó, thì cô chú nào mà quan tâm thì liên hệ Hùng á. Hùng sẽ để cái video bên dưới bình luận cái video căn nhà này với lại là video khu dân cư phường Vĩnh Hòa này bên dưới cái phần bình luận với lại là phần mô tả video này đó, để cô chú tiện theo dõi và xem lại đó. Thì hôm nay Hùng sẽ tiếp tục là đi review hết cái khu dân cư này để sau này cô chú mà biết được là mình nên chọn cái vị trí nào cô chú ạ. Tại vì mình ở xa là mình đâu có biết được là mình muốn mua nhà gần biển thì ở cái chỗ nào là nó phù hợp với mình đâu đó. Thì những cô sẽ có những cô chú ít tiền và những cô chú nhiều tiền. À, nhiều tiền thì mình ở sát với bờ biển, còn ít tiền thì mình đi xe vào bờ biển một xíu cũng được. Nó xe là như ví dụ như lên trên đường Nguyễn Chích này nè cô chú ạ. Đường này nó cũng rộng rãi và cũng thoáng và cũng buôn bán đông vui nhộn nhịp, thì cô chú vừa ở vừa có thể kinh doanh được luôn. Đó, thì ở trên này là mình ở rồi xong mình kinh doanh, mình mua bán, mình kiếm sống qua ngày. Đó, có đồng ra đồng vô để mình trang trải cuộc sống hàng ngày cô chú ạ. Đó, thì hôm nay Hùng xin phép nó làm tiếp nối cái video là hôm trước là video mà mua nhà ở gần biển khu dân cư Vĩnh Hòa về từ 3 tỷ cho đến 5 tỷ đó cô chú. Đó, thì đây là khu chung cư Bình Phú, thì cô chú nhìn thấy bên dưới là nó cũng đông nhộn nhịp, cũng nhiều xe ô tô để lại ở đây. Thì hôm nay Hùng sẽ đi dọc theo bờ khu vực này và đi lên trên khu vực núi Cô Tiên. Đó, cô chú nào mà thích ở trên núi và nhìn thấy view biển thì có thể lên trên núi Cô Tiên mình mua. Nó đây là đoạn Nguyễn Chích này cô chú ạ. Nguyễn Chích này này nó có bên này nó có cái đường. Nó đây là nó mấy cái đường này nó thông với lại Nguyễn Khắc Viện rồi này nọ cô chú. Núi Cô Tiên này. Đường số 6 này hôm qua Hùng có review cho cô chú. Bán đất có sổ đỏ này. Để Hùng hỏi coi. Ở đây có cái lô đất này cô chú, cạnh chung cư Bình Phú này. Đây là cái lô đất có hai cái góc. Lô đất này nó góc hai mặt đường này cô chú, sau chung cư Bình Phú này. Bán đất sổ đỏ, đất ở đô thị. Đây để ông quay xem thử, không biết là giá bao nhiêu thì để Hùng gọi Hùng hỏi thôi xem sao nha cô chú. Đây là bên này là chung cư Bình Phú nè, đây là khu chung cư đây. Đó, đi xuống dưới đây là đường Nguyễn Chích, thì cái lô này lô góc này cũng được nhưng mà không biết giá bao nhiêu. Để Hùng hỏi giá với lại sổ sách rồi xem sao nha. Số điện thoại của chủ là 0974 772 1847. Cô chú mà thấy thích thì có thể gọi với là trực tiếp chính chủ để mà làm việc cũng được. Để Hùng gọi hỏi hỏi coi giá cả rồi như thế nào. Mua ở thì mình mua nhỏ nhỏ thôi cô chú ơi. Tiền để còn lại để mình mua ở thì ở chừng 1-2 tỷ thôi. Còn tiền còn lại để mình mua đất nhỏ nhỏ đó mình bán, rồi phải mua nhà nhỏ nhỏ mình bán. 0974 0974 772 772 847 847. Lâu này được cái lô góc này, mà cái góc này nó hơi đi hơi nhỏ quá. Đó. Xây cái nhà chen chúc
cái lô gốc này mà chỗ này mà mua cái nhà này ghép lại nữa thì nó ngon hơn. Mua cái nhà này mà ghép lại với cái lô này thì được hơn. Để ông hỏi thử nha. Hùng đang gọi, cô chú chờ xíu. Chỗ này ra biển còn tầm 3 km. Ở đây thì nhà dân ở rất là đông cô chú. Gọi chưa được. Để Hùng gọi lại một cuộc nữa, mà không được nữa thì thôi. Mình hỏi là mục đích để mình biết được là cái giá ở đây nó như thế nào cô chú ạ. Lô này thì hơi nhỏ. Đây là thuộc phường Vĩnh Hòa. Đường thì ở đây nó cũng rộng, cũng mới vừa đổ nhựa này. Không gọi được chủ, cô chú nào rảnh rảnh thì gọi hỏi thử xem sao nhé. Đây là đoạn này là mình đi lên núi Cô Tiên nè cô chú ơi. Đó, trên đây nó có những căn nhà, có thể ở trên cao này là có thể nhìn xuống dưới là mình thấy được thành phố nè. Nếu mà trên lầu lầu 1, lầu 2 là mình sẽ thấy được thành phố. Đó, ví dụ như căn nhà này nè, mình sẽ thấy được thành phố. Nếu mà cao hơn một xíu là mình sẽ thấy biển. Đó, thì ở trên này là nó có view như thế. Nhưng mà xây trên này đoạn này chắc cao cỡ đó thôi, không cao hơn được nữa đâu. Đó, ở đây thì có căn này. Căn này xây được 3 4 5 tầng luôn đây. Sau này là nó đi vòng vòng lên thấu trên núi Cô Tiên. Núi Cô Tiên nằm ở phía trên đây cô nhóc. Đó. Và mấy bạn trẻ hay leo lên núi lên đỉnh núi ngay đây đây đó. Đó. Bây giờ Hùng sẽ đi khảo sát vòng vòng xung quanh dưới chân núi Cô Tiên này. Để cho cô chú thấy được là muốn mua nhà gần biển thì mình mua ở đâu. Nha Trang của mình thì nó chỉ có một mé tẹo thôi, đi một vòng là nó hết cái Nha Trang. Cô chú anh chị ở nước ngoài, ở trong nước thì xem video ủng hộ Hùng bằng một cái like với nha. Ấn cho Hùng một cái like với. Hùng thấy nhiều cô chú xem rất nhiều nhưng mà không có cái like một nào hết. Người xem thì rất nhiều mà người like thì rất ít. Hùng đi là Hùng mong muốn mang lại nhiều giá trị cho cô chú nhưng mà với lại bỏ công bỏ sức ra nữa mà một cái like thì cô chú cũng tiếc nữa. Có nhiều người cô chú anh chị cũng rất là tiếc. Tiếc vì một cái like ấn vào một cái là ủng hộ cho mình có biết là cái video nó hay hay nó dở để mà Hùng có tinh thần động lực Hùng làm thì hãy hào phóng đi cho đi đi để mai mốt mình còn được nhận là nhiều thứ hơn nữa. Hãy là người là hào phóng thì càng hào phóng thì cô chú anh chị sẽ càng giàu có các cô chú ạ. Hãy gieo cho mình một cái hạt hào phóng. Đây là dưới chân núi Cô Tiên nè chú. Ai mà thích view biển là chọn những cái dãy sau núi Cô Tiên, sau đường Nguyễn Chích này nè. Đây có một cái lô đất nè. Ở đây mới vừa chuẩn bị đang xây nhà. Ở đây không thấy cái chỗ nào bán nhà bán đất đó, mình hỏi thử xem sao. Đường này tên là đường Phan Thị Niên cô chú nhé. Đường này cũng ngày trước là đường đất nó đi khó đi lắm mà bữa nay mới đổ nhựa lại. Mới đổ nhựa lại nên đi thấy giờ nó ngon lành cành đào à. Ở đây có lô đất.
bán đất, đất bị tấp hậu rồi không chơi. Ở đây có cái quán cà phê này, trên đây có mấy cái nhà ở trên đây nhìn xuống view biển rất là đẹp cô chú, nhưng mà nói về pháp lý trên này thì pháp lý khó. Ở sau đây nó có một cái đường, chỗ này thì đắp núi, mà ở trên này là cô chú sẽ nhìn xuống thấy biển nè, thấy được thành phố nè. À, đứng đây là mình sẽ thấy thành phố nè, thấy được mấy cái tòa nhà đây nè. À, đây là chung cư Bình Phú nè, à, chung cư Hoàng Quân, Hoàng Phú, Bình Phú đây. Trên đây có những đại gia và có tiền người ta lên mua ở cái vị trí này nè, tại vì nó cao nhìn xuống biển, với lại người ta làm được ra sổ đất ở đô thị, người ta làm được sổ đất ở đô thị cô chú, thì người ta sẽ ở trên này, pháp lý mà ổn ngon lành là người ta ở trên này. Trên này là đa phần đại gia ở nhiều lắm cô chú. Đây cô chú thấy cái nhà hoành tráng không? À, cái nhà này là hồi nãy Hùng chỉ cho cô chú ở dưới á. Đó. Đường này là đường Cô Tiên nè. Đó. Nhà này to bự không? Đường Cô Tiên. Đó, biệt thự Sông Vương nè cô chú. Nếu mà sau này mình muốn có view là mình lên trên đoạn này, tìm đất ở trên đoạn này nè, đó là như căn nhà này là con giống như homestay đó. Văn phòng đại diện công ty nhà máy trang thiết bị y tế SUSM Health. Đi lên lên chút nữa, trên đây là những cái đất rẫy, đất này thì chắc không biết là ra sổ được không, nhưng mà đất rừng mà ra sổ rất là khó coi chú, khó còn hơn lên trời nữa. Ông nghĩ là những căn nhà với lại những lô đất này á, người ta đã chuyển đổi được rồi nè coi chú, ở trên đây là người ta có cái những căn biệt thự vườn nè. Đường này là đường Cô Tiên cô chú anh chị nhé, đến đoạn này thì hết đường rồi, chỗ đoạn này là đường người ta không có, vẫn đi được nhưng mà người ta trong này không có nhà nữa, khai hoang để người ta đi rẫy đi rồi thôi. Hùng sẽ quay lại đi xuống dưới núi Cô Tiên, đi lên trên kia cho cô thấy. Mời cô chú hãy cùng Hùng đi khám phá nhà cửa đường xá ở khu đường đệ Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa này, khu dân cư phường Vĩnh Hòa. Đây cái biệt thự vườn này cô chú, siêu to khổng lồ. Nếu mình ở trong trung tâm nhà vườn và biệt thự trong trung tâm như thế này thì ok nè, nếu mà cô chú mà mua ở xa trung tâm như là Thấu Khánh Vĩnh, Diên Khánh rồi hẻo lánh xa xôi thì nó là một sai lầm lớn luôn. Để Hùng chỉnh cái góc quay lại cho cô chú dễ thấy. Đó, đứng đây là mình đã thấy được view thành phố rồi nè, đó view thành phố. Những căn nhà trên này là nhìn xuống là thấy view thành phố à. À, đứng đây là nhìn thấy view biển nè cô chú. À, view biển ở đây. Thấy được biển rồi thấy không? À, biển của mình ở đây nè. À. Đoạn này là nó kết nối với lại đường Nguyễn Khắc Viện bên Vĩnh Hòa. Lúc trước hôm qua Hùng có review cho cô chú. Không biết là rất nhiều cô chú thích có cho mình một cái lô đất hoặc là một cái căn nhà có vị trí là view biển, view thành phố. Nhưng mà để mua đất view biển với lại view thành phố Nha Trang nó không hề dễ dàng đâu cô chú.
tại vì nó đa phần là nó dính tới đất rừng, như là đất phòng hộ và đất thương mại dịch vụ, hoặc là đất sở hữu 50 năm, hoặc là đất hợp đồng mua bán góp vốn, hợp đồng góp vốn đó. Nên nó sẽ rất là khó cho mình. Đi lên trên này người ơi, có nhớ có thương một người. Đi lên trên này là phải lạng qua lạng lại hình xích sắt thì mới qua được cô chú, còn thì thường thường là không ăn thua. Ở đây chắc để xe máy cô chú ạ, chứ còn là đi lên là đi không được đâu. Xin chào mấy. Trên này, đứng trên này nhìn thấy view rất là đẹp. Để Hùng để xe máy ở đây, đi bộ lên. Chứ đi xe máy lên là té ngã. Trời ơi, con chó này quen hay không mà cứ bơm. Quen hay không mà tới nhà ôm ôm trời. Đi tham quan cảnh quan rồi à, ý là anh đi tham quan review mấy cảnh quan có đẹp ở đây hay mà đúng không, con chó này nó thân thiện á. Ở đây là có tỉnh thất thượng trung hạ à. Trên đây là có những lô đất có view rất là đẹp, nhưng mà về pháp lý thì Hùng chưa biết nó như thế nào, chứ đứng đây là cô chú đã thấy được biển rồi nè. À, như cái lô này là hai mặt đường rất là đẹp rồi nè à. Đi bộ lên để xe ở dưới cho rồi, lên trên này là dốc cao lắm, những cô chú mà tuổi già lên trên đây là không lên được à, phải đi bộ thôi à, lên trên đây là tập thể dục là cũng muốn lê lử à, như Hùng đi là Hùng cũng đã thấy lê lử rồi cô chú. Mấy bữa đó, Hùng mà có dạo một người cô người chú cũng già và lớn lớn tuổi rồi chú, cô chú ạ, đi lên trên đây lên xe máy rồi lên coi trên cái lô đất trên này nè, anh nhìn xuống dưới xong cái đi lên đến đoạn này cái bị tí chảy máu tay máu chân hết. Đây Hùng quay xuống đây cho cô chú thấy nè, đó nhà trang của mình nó đẹp như thế này á cô chú đó, đứng trên đoạn này là đã thấy view được rồi. À, cái lô đất này rất là đẹp, nếu mà chuyển đổi được thành đất ở thì quá tuyệt vời luôn, nhưng mà đất rừng mà chuyển được đất ở khó cô chú, khó phải mất mấy chục năm à, là với làm sổ lần đầu bây giờ nó không dễ như ngày xưa nữa. Ngày xưa làm sổ thì nó sẽ dễ, còn bây giờ cứ tấc đất tấc vàng mà càng ngày nó càng khó. Mới bước lên có mấy bước mà nó mệt gì đâu á. Nhìn thấy biển không? Biển cô chú ạ. Đứng trên đây là đã thấy view biển rồi. Ở đây đất rừng nhiều lắm. Đây, Hùng sẽ đi lùi nè. À, nãy là mình đi thẳng đúng không? Càng đi lùi lên là trên này người ta có một cái vườn đẹp lắm cô chú. Mình đi qua bên đây, đến đây là mình sẽ nhìn nè à, đất này là chỗ này của người ta, mình đi vô mình nhìn kỹ thôi à, thấy view biển không, đẹp không cô chú à, view biển Nha Trang của mình đây à. Đây là lô đất
Rất là đẹp hai mặt đường. Nếu mà chuyển đổi lên thành đất ở thì nó vô vàng là rất tiền luôn, rất là nhiều tiền luôn, rất là giá trị. Nhưng mà cơ hội chuyển thì khó con chú. Đấy, ở trên đây là người ta cũng đang làm để người ta chuyển được mục đích lên này. Khoảng 2 năm trước là người ta đang có ý định đó rồi. Ở trên này người ta trồng rất là nhiều cây cảnh, cây cối, cây trái, ăn quả. Đó, mà chuyển bây giờ cũng chưa biết là chuyển được hay không đó. Ở trên này có cái quán cà phê này. Cà phê sân vườn vào tham quan. Đây, trong này rất nhiều cái cảnh biệt thự sân vườn view biển. Ở chỗ này mà chuyển đổi lên thành đất ở thì vô tiền, không biết bao nhiêu tiền, cái giá trị của nó không biết bao nhiêu tiền mà nói luôn cô chú. Cái này mà chuyển được thành đất ở thì rất nhiều tiền luôn. Cô chú biết như là bên chỗ đường, bên chỗ đường nhiều lắm, cái đường đường hôm qua đúng là đường Nguyễn Khắc Viện, cái chỗ đó mà đã chuyển được đất ở bây giờ nó đã là 40 triệu một mét rồi cô chú. Nguyễn Khắc Viện nhìn lên xuống trên núi Cô Tiên nhìn xuống biển á, có cái nhà hàng Garden Hill đó cô chú. Đó. Đây nè cô chú nhìn xuống nè, cái view này cô chú, view đây là nhìn toàn cảnh Vĩnh Hòa của mình nè. Ở nhà đây là khách sạn Grand nè, Mường Thanh Grand nè cô chú. Khách sạn Mường Thanh Grand là khách sạn ba làng đó chú. Hôm qua còn có review cho mình ạ. Còn đây là bãi tắm đường Phạm Văn Đồng. Đứng lại mà nhìn thấy toàn cảnh nè, chỗ cái dãy núi kia là phường Vĩnh Hải nè cô chú. Đó, còn đây là phường Vĩnh Hòa. Đó, từ đây mà đi ra biển là có tầm 2 cây số. À, từ chung cư Bình Phú các con chú. Bình Phú là chỗ nãy mình đứng ngay đầu đường Nguyễn Chích. À, đi ra biển là tầm khoảng 2 cây số đến 2 cây số rưỡi. À, ra biển á, gọi là gần biển mà. Nha Trang của mình đi hướng ra chỗ nào cũng ra, đi vòng vòng là cũng ra biển á. À. Trên đây còn nhiều lô đất nữa nhưng mà đất rừng chưa có chuyển đổi được. Nếu cô chú anh chị mà có cơ mạnh, có tiền mạnh thì mình chuyển, còn chưa có tiền thì thua. Trên này người ta làm nhà vườn cho khách đồ nó tham quan với lại quán cà phê rồi. Nhà vườn mà view biển như thế này thì quá đỉnh rồi. Đây, mình sẽ đi lùi nha, đi lùi cho cô chú dễ thấy. Một cái quy mô rất là hoành tráng. À, đi lùi. À, nếu mà chuyển đổi lên là 40 triệu một mét. Được đất ở đô thị cô nhô. Đây là người nông dân, người ta ở đây từ lâu rồi. View biển đẹp không? Đứng này thấy đảo Hòn Tre nè coi chú. Đảo Hòn Tre ở chỗ khu Vinpearl, chỗ nhà bác Vượng á. Ông sẽ đi xuống để cho cô chú thấy nè. Đẹp không coi chú? Thấy video hay hữu ích thì hãy cho Hùng một like với nha.
xin Hùng cầu xin một like thôi, chỉ cần một mỗi người một like là được rồi. Chia sẻ video này cho bạn bè mình, ai còn quan tâm đến bất động sản Nha Trang mua view biển gần biển rồi, hãy liên hệ với Hùng. Hùng sẽ giới thiệu đến cô chú những cái lô đất, những căn nhà có vị trí gần biển và view biển. Đây là toàn cảnh khu Vĩnh Hải, Vĩnh Ngọc phía trước, dãy nguyên cái dãy núi đó là Vĩnh Hải, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Lộc, Xuân Hưng, Lộc Thọ, Vĩnh Nguyên, Phước Long. Do là bây giờ cô chú buổi chiều nên là chỗ này nó hơi mờ mờ, chứ còn nó hơi tối tối chứ. Nếu mà ban ngày lúc giữa trưa ở đây cảnh rất là đẹp. Thứ nhất là nhìn thấy được biển nè, thứ hai là thấy cảnh quan cây cối ở đây. Buổi trưa nó rất là đẹp cô chú ạ. Hùng đang cố gắng là kênh YouTube lên được 11.000 lượt đăng ký đó cô chú. Nên là cô chú nào thấy hay hữu ích, quan tâm đến bất động sản Nha Trang thì hãy đăng ký kênh để Hùng để theo dõi video mới nhất nha. Nhớ bật chuông thông báo lên để Hùng tải video thì cô chú mới nhận được video của mình, nhận được video đầu tiên của Hùng cập nhật thông tin mới nhất. Hùng sẽ cho cô chú thấy Nha Trang này. Đứng đây là Hùng sẽ đếm được tất cả các loại căn hộ khách sạn ở đây luôn. Như kia là Senior Bay nè cô chú. Còn đây là khách sạn Boston nè, đó. Khách sạn Boston đây. Đây là khách sạn Horizon nè, đó. Kia là tòa nhà Mường Thanh Viễn Triều phía trước kia, qua chỗ kia. Đó. Sau cái Senior Bay là Mường Thanh Viễn Triều nè. Đó. Đây là Mường Thanh Khánh Hòa nè. Đó. Nhìn xa xa kia là Mường Thanh Khánh Hòa nè, đó. Đứng đây là mình sẽ thấy nhà thờ Ba Làng ở phía trên kia nữa. Ở nhà thờ Ba Làng phía kia. Ở trên này thì nó hơi buồn nhưng mà nó đẹp cô chú ạ, yên đẹp và yên tĩnh. Nãy giờ là mình mới đi lên trên đó thôi, không? Giờ mình sẽ đi xuống dưới đây nữa. Dưới đây ở đây người ta vẫn còn mấy căn nhà, mấy lô đất nè. Ở đây đều view biển nhưng mà không biết là đã chuyển đổi được thành đất ở chưa thì không biết. Nếu mà chuyển đổi thành đất ở thì nó rất là giá trị con chú. Đây là cái lô đất cũng rất là đẹp nè, nhưng mà không biết là thành đất ở chưa. Đây, trên đây là nhà đất view biển nè con chú. Trên này nhiều chó quá. Đấy, đứng đây là cô chú thấy biển. Cô chú thông cảm, ở đây nhiều chó quá, nó hơi ồn một xíu. Đó, căn nhà đây view biển đẹp rồi cô chú. Đó. Đây lô đất nè. Một lô đất view biển nè. Anh cho em hỏi cái. Ở đây có ai bán đất bán nhà không anh? Dạ, bán đất bán nhà view biển vô đây nè nè. Dạ. Đây nó thì chỉ có là nhà bên đây thôi, ở nhà bên đây thôi. À, anh cho em hỏi cái, anh biết ở đây là giá đất bao nhiêu tiền một mét không anh? Không rành.
Khu này là ví dụ như nhà anh ở là đã xin được sổ rồi chưa? Chưa được xin được sổ à? YouTube hả? Dạ YouTube, em làm về YouTube bất động sản. Anh nào đó? Dạ là Hùng Tỷ Phú anh. À dạ. Nhưng mà tụi em thì tìm mấy cái chỗ mà có sổ thôi anh à. Chứ còn không có sổ thì cũng chỗ này mình xin phường chưa mà anh? Mà xin sổ ở phường được chưa mà đến nay lâu rồi mà vẫn chưa có sổ. À nhờ dạ. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh ạ. Trên này thì rất là đẹp cô chú nhưng mà xin sổ thì chưa được. Mà xin sổ và đất rừng nữa thì còn chưa được nữa, còn khó hơn nữa. Chú, cho con hỏi cái. Ở đây mà có ai bán đất bán nhà không chú? Dạ. Dạ, ở đây như đất là bán bao nhiêu tiền một mét chú? Tám mươi mét bán 500 triệu là có sổ chưa chú ha? Không hả? Không có sổ. Dạ vậy là đi lên cái chỗ này đúng không chú? À. Dạ đi bán rồi. dạ còn cảm ơn chú, con đi lên một xíu nữa. Chỗ này là đi lên một cái chùa gọi là cái tỉnh thất cô chú. Tỉnh thất của ông thầy. Ở đây là đi lên cái tỉnh thất là nhìn xuống view biển rất là đẹp. Trên này có một cái tỉnh thất rất view biển. Nhưng mà đi các con xe lắm cô chú. Này đi lên đó xe lắm. Cho nên là thôi, không không có đi. Chứ đứng trên đó là view biển rất là đẹp cô chú ạ. Ở trên này thì không có sổ. Người dân ở đây là ở tạm thôi cô chú ạ. Kiểu kiểu này nó giống như kiểu ở bên chỗ phường Vĩnh Trường ở núi núi Chuột đó cô chú ạ. Con cảm ơn chú nha. Dạ, cảm ơn chú. View biển nè cô chú. Bãi tắm là ngay tại chỗ Vịnh Hòn Chồng phía trước kia cô chú. Đó. Chỗ Hòn Chồng ngay đó. Nhưng mà hôm nay là ngày rằm nên là thủy triều nó rút thì nước nó sẽ cạn đi và cái bãi tắm của mình nó sẽ ít lại, ít nước đó thì lộ ra là san hô.
Bây giờ mình xuống mình tiếp tục đi tiếp nha cô chú, đi khám phá cái khu chân núi Cô Thiên này. Mỗi ngày mình sẽ đi khám phá một ít, mình sẽ đi từng đường xé ngõ hẻm ngóc ngách của khu dân cư đường Lê Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa và nhiều cái khu xã phường khác nữa. Đó. Để cô chú mà muốn mua nhà mua đất thì mình cũng biết là chỗ đó nó như thế nào, nó là hình dung ra sao đúng không? Ai để Hùng lên xe một cái, chỗ này nó dốc dốc đi rất là nguy hiểm luôn. Mấy cô chú tuổi già mà yếu yếu lên trên đây là té ngã ngay. Tiếp tục khám phá dưới chân núi Cô Thiên này cô chú ơi. Chân núi Cô Thiên này là ở sau đường Nguyễn Chích đó. Đó. Cách Nguyễn Chích một con đường thôi. Trên kia mà nó mà chuyển đổi được đất ở đô thị thì sau này rất là bán rất nhiều tiền của chúng ạ. Rồi để Hùng chỉnh lại cái góc quay cái cho cô chú dễ nhìn, nó đang nhỉnh lên trời rồi. Hùng là một tay lái và một tay cầm máy quay phim, chinh chiến trên mọi nẻo đường. Mua nhà là mình phải đi vào từng ngóc, từng ngách, từng hẻm. Ở đây là Hùng bị mất tay lái rồi cô chú, do là cái dốc nó hơi cao quá, nhưng mà không sao, Hùng đã lấy được tay lái lại rồi. Để Hùng chỉnh lại góc quay đó. Đó, ở đây là sâu dưới chân núi Cô Thiên này, cách đường Nguyễn Chích một con đường. Khu này toàn là đất rừng không à cô chú, chỗ đường này là nó sẽ thông qua với lại đường Nguyễn Khắc Viện. Đó, đường Nguyễn Khắc Viện. Trong này là những hộ dân, những nhà dân này. Ở trong này nó có mấy cái villa to lắm. Villa là cho người ta thuê. Đó, ví dụ như là căn Sơn Villa nè coi chú. Anh Sơn này thì Hùng biết. Anh là một nhà đầu tư bất động sản nè. Căn này là anh Sơn. Đó. Căn biệt thự này siêu to khổng lồ. Đó, và anh cũng cho thuê khách thuê, nhưng mà bây giờ thì ngày xưa thì nhiều khách chứ còn bây giờ thì ít. Bây giờ thì sau cái nói chung là từ 2019 đến nay thì ít khách lắm. Còn bây giờ thì khách du lịch đã ổn định trở lại, không biết nó như thế nào. Khách du lịch thì nó đã ấm lại rồi. Nha Trang bây giờ du lịch nó cũng ổn lại một chút rồi đó. Thì ngày xưa 100% thì nó đã được khoảng hơn 30% rồi. Về ngành du lịch nó đã ấm lại. Hoàng Sơn Lâm này cô chú, công ty này Hoàng Sơn Lâm, thì anh Sơn này là Hùng quen, là Hùng thân. Ở đây là đường Nguyễn Khắc Viện này cô chú. Ở đây là hôm nay là mình đi khám phá dưới chân núi Cô Thiên. Ai mà ở trên núi này là có điều kiện là xây mấy căn nhà to đẹp như thế này, view biển này. Mấy căn biệt thự này cô chú, mấy bữa trước Hùng có review cho cô chú thấy rồi. Mấy căn nhà này cũng là thuộc dạng view biển, là có đất ở đô thị đàng hoàng này. Thì cô chú mà thích mua đất ở view biển mà đất ở đô thị rồi có giấy tờ pháp lý đầy đủ thì lên tại đường Nguyễn Khắc Viện này. Ngay chỗ đây thì nó có đất ở rồi, có nhà cái rồi. Trên này đất rừng không mà đã là 15 triệu một mét đó cô chú.
đất rừng thì làm sao mà chuyển được thành đất ở được. Rồi, hôm sẽ dẫn cô chú từ đây đi ra biển lại. Đó, đây đi thẳng xuống đường Nguyễn Khắc Viện này. Đã ra được đường Điện Biên Phủ rồi chú ạ. Thì hôm nay trời nó cũng đã tối rồi, thì Hùng sẽ đưa cô chú đi ra tới bờ biển và Hùng xin kết thúc video tại đây. Thì hôm sau chúng ta cùng nhau tiếp tục khám phá, tiếp tục đỡ hết cái khu phường Vĩnh Hòa này, rồi xong rồi là sẽ đi qua một cái phường, một cái xã khác. Để Hùng chỉnh lại cái góc quay á, tại vì cái góc quay nó nhỉnh lên cao thấp xuống thấp quá, cô chú không thấy đường. Đây là Nguyễn Khắc Viện nè cô chú. Nguyễn Khắc Viện là nó rất gần với lại bờ biển. À, cô chú mà mua đường Nguyễn Khắc Viện là ok nè. Ra bờ biển có 200 m, 300 m thôi. Đây là chợ Ba Lan nè cô chú ạ. Mình đi qua chợ Ba Lan rồi. À, nếu mà cô chú mua nhà là hãy mua đường Nguyễn Khắc Viện á. Một là trên view biển, hai là không view biển, nhưng mà nó được cái là gần với lại bờ biển và sát với chợ Vĩnh Hòa cũng như là chợ Ba Lan, và gần với lại nhiều cái tiện ích khác nhau nữa. À, thì Hùng xin cảm ơn cô chú đã dành thời gian yêu mến ủng hộ cho Hùng và theo dõi kênh YouTube của Hùng. Nếu thấy video hay hữu ích thì cho Hùng một xin một cái like thôi, dù chỉ là một cái like thôi cô chú, một cái like để Hùng kênh của Hùng nó mạnh mẽ lên một chút, để Hùng có động lực Hùng làm nhiều video cho cô chú xem. Đó, chân thành cảm ơn sự yêu mến của nhà mình. Hãy nhớ đăng ký kênh theo dõi video mới nhất từ Hùng nhé. Hãy nhớ like, share, chia sẻ giúp Hùng với ạ. Hùng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video ngày mai. Và Hùng sẽ làm cho nó hết cái phường Vĩnh Hòa này luôn, để cô chú dễ dàng nắm bắt. Và mai mốt mình có định hướng là mình sẽ mua được nhà, mua được biển ở đây. À, buổi chiều ở đây rất là đẹp rồi, rất là chill rồi cô chú. Amazon đi. À, sau này cô chú về đây là có thể ngồi đây rồi chiêu chiêu nhìn qua biển nè. Ở đây thì ban ngày là không được, nhưng mà buổi chiều thì cái quán này nó đông.